Xin chào các mẹ cùng các chị. Tạp chí Yanglai sẽ chia sẻ những món ăn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đặc biệt sẽ tập trung món ăn mà bé yêu thích ăn hàng ngày. Thời tiết khô hanh vào mùa thu, bé dễ nổi cáu và ho. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một thức uống có đường. Là một lần và uống trong một ngày món này, làm sạch phổi và dưỡng ẩm cho da khô. Đặc biệt giải nhiệt bên trong. Hãy cùng xem các bước thực hiện nhé. Nguyên liệu sử dụng bao gồm 6 hạt dẻ nước, 60g lê, 30g cà rốt, 30g táo đỏ. Tỷ lệ thành phần không cố định, bạn có thể thêm nó theo sở thích riêng của bạn. Cắt bỏ phần thừa ở hai đầu hạt dẻ nước. Loại bỏ vỏ. Hạt dẻ nước rửa sạch và cắt thành từng miếng nhỏ. Loại bỏ vỏ của lê. Loại bỏ lõi. Lê cũng cắt thành từng miếng nhỏ. Cà rốt cắt thành miếng nhỏ. Táo đỏ bỏ lõi và cắt thành từng miếng nhỏ. Loại bỏ vỏ và lõi của chà là đỏ. Tiếp tục. Đổ 600ml nước vào nồi. Hạt dẻ nước. Đổ tất cả táo đỏ, táo rốt vào. Đun sôi, bắn lửa vừa và đun nhỏ lửa trong 20 phút. Nấu và khuấy. Nấu cho đến khi súp đổi màu và bạn có thể lấy ra khỏi nồi. Trẻ không có răng chỉ có thể uống canh. Món ăn bổ sung này phù hợp cho bé trên 6 tháng tuổi. Chúc các mẹ thành công!